về chạy đây con uống đi, con uống đi rồi chạy chút xíu chạy chạy lại cho ẩm con đó. Bây giờ uống đi, giờ này là uống con đi gái rồi, uống đi ừ, uống đi chạy chạy lại cho Vĩnh con nha. Thấy chạy nó bề này là thấy chai nó mắc cỡ đó. Ừ, uống đi cỡ nó phái đấy chứ hỏi nhỏ đó là biết à, nó gặp chai vô thấy đồng quá nó không biết chuyện gì luôn. Uống đi con, uống nha, không uống này lấy ấy cho con nghe, lấy phái cho con nghe. Nó thấy chai nó nhảy cà tưng vậy đó. Ừ, nó nhảy một cồ vô là đầu ngồi xuống là thấy à nè, nó hay đó. Bé kéo mình ra tên gì, kéo mình ra, kéo mình ra mà cho nè. Bé Mai, bé Mai à, bé Mai kéo mình ra đi mà cho nè. Không ra có mở cái xích ra được không hả? Mở cái xích ra được. Bé Mai ra đây chơi nè, bé dạ, Mai không ra. Ra đây chơi nè. Ra đây chơi với anh nè. Ra đây chơi với anh. Đầu đặt của nó nè, cửa tả đầu nè ơi. Làm gì? Đó trong khu quá. Đó đừng cậu, cậu nó chửi người đó đó không? Ừ, có, nó chai vô là nó có chịu cưng. Em thấy chưa? Ờ, nó chửi người nhỏ đó đó. Cô chửi kìa. Thôi con, cô không có nói chừng á, thôi con có nói con. Ờ, để cho người ta kẹo chai, tôi đang kẹo chai mà. Đừng cần cái Linh. Em làm gì em ai? Linh đã ôn từ Linh, Linh mà kẹo đó chứ. Linh mà kẹo đó Linh. Gì ai? Nằm xuống đây, chúng ta xa, nằm xuống đây, kêu nó nằm xuống. Nằm xuống đây, nằm xuống đây. Nằm xuống đây, nằm xuống đây. Nằm xuống, nằm xuống. Trời ơi. Rồi, nằm xuống massage đây, nằm xuống. Nằm xuống cho massage đi. Linh đây. Linh, mày giỡn qua, kẹo đó cho Linh. Nằm xuống đây, quái dầu nằm xuống, nằm xuống đây, nằm xuống kéo giò nó xuống, kéo giò nhẹ nhẹ xuống. Ờ, nằm xuống bên xa con, nằm xuống đó. Ờ, nó xeo chai gọi chưa? Thế là bây giờ mình gọi, gọi nó chữ lại. Thôi đừng có chữ con, thôi đừng có chữ, thôi đừng có chữ, đừng có chữ. Ôi 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 ôi. Đừng có nghĩ là kinh lắm. nó chạy đến nó ôm cái điện thoại, nó giấu chặt cái điện thoại luôn, cười lắm.
Mặt đồ đẹp quá trời luôn. Tao thì sơ sơ đến sơ không thèm luôn à. Dài nhất cái xe. Cái xe dài đó để đây nó không thèm lấy nữa. Có bố để là nó chụp bắt lên nó coi vậy đó. Nó chạy đó. Giấu đi giấu đi giấu đi giấu đi giấu đi giấu đi coi quay giấu đi ôm vô. Ôm nó giấu ừ ừ ừ ôm vô. Ôm nó giấu đi. Giấu được không? Ừ ôm vô. Để vô giấu để người lấy đó. Ừ. Ừ. Giữ lại đi lấy con hả? Chết đi. Ừ. Nói chung đúng là bé Mai không có thích chị này. Nãy giờ chơi ra mà thấy đồ đồng không thích chị này. Mày nhớ mày nhớ hôm nay mày chị ta nhớ thì mai cho mày ăn nhiều nha. Như có chai dầu thơm đó hả chị? Dầu cái này chai dầu thơm nè, dầu cái này chai phấn nè, cái chai này chai dịch phòng tay chân nó hàng ngày nè. À, bánh kẹo nè, đầy đủ luôn. Quần áo nó thì đủ quá. Đồ đó. Đồ là đồ mai chứ không có mua được. Đồ mai nhưng mà đồ chơi của nó nè. Không cái nữa rồi. Chơi luôn. Mình cái ca cho nó nữa, nó cầm á, nó cầm nhìn vô nó thấy nó cái ấy nè. Nè, con nàng lấy đây. Chạm bên đó cho nó không có gì muốn lấy cho nó. Hiện giờ mình không nhiều chai quá. Nó chỉ chửi hết. Nói chung là bé Mai không có thích chai. Đừng có luôn á. Nè, mày cho con nào. Cắn ăn đi. Cắn lọc con đi. Cắn ra. Nhà nó uống sữa mấy lần vậy? Tùy theo. Tối gì đâu. Nãy giờ nó từ sáng giờ chị đi bánh đâu cho uống đâu. Cắn được vậy rồi đó. Cái đó quá trời lộn, nó cho uống á. Thì theo có bữa uống nhiều uống ít. Đây, uống cà phê. Uống cà phê luôn. Uống cà phê được luôn hả? Uống cà phê này nóng nạc, uống đẹp nè. Cho nó có... Nè. Không thèm luôn. 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 Nó có uống bia không? Hả? Uống bia không? Bia, nó có không bia. Không, nó không cho đồng bia. Không, nó không uống. Em cho nó là nó không lấy đâu, nó lấy nó thử nó điện nó bữa đó ngấy cho bánh là nó điện cho nó thôi lấy con cô trò đó nó mới lấy đó. Đây à. Tụi lại cho nó không ăn đâu. Tối là thả ra là ngủ chung với chị. Ừ, chuối nè. Thôi đừng có chụp khuôn nữa. Thôi. Cười. Cười nó là có thể đó. Cười nó lấy chửi đó. Ừ, lọc qua đây. Giờ có chai cái gì cũng không chịu lọc. Có chai Ôi, ăn đi. Bắt chân luôn, bắt chân vô không cần bắt tay luôn. Vừa vô là kết anh này nè. Có trà tới lộn này. Có trà tới là việc hết rồi ăn luôn. Đây, nè. Nè. Thôi đồng ba lấy. Mì chay dữ rồi trời. Đó được. Ai nghĩ không bao nhiêu người chay ta mà không chịu nghề người nghe đó không? Đi làm chỗ, làm chỗ. Nằm xuống massage nè, đưa cho anh làm cái massage. Đúng rồi, giàu tu. Ba mẹ nè, giờ vô là mới nằm. Nằm xuống cho massage đi, nằm cái này nè, cho massage nằm xuống đi. Cái mai cái này là mày giàu. Nè, nằm xuống, nằm ở đây, cho massage. Nằm xuống đây, nằm xuống anh massage không nghe? Ồ, nằm xuống. Nằm xuống đây nè. Tối là nó ngủ là chị nằm bên, nó nằm bên hay là nó nằm trong lòng vậy? Nằm trên đây là cha nằm dưới đó, nó không có cho cha nó lên. Cha nó lên là nó cũng kéo đầu xuống mà. Cho hai đứa đều quay mặt qua nó hết chứ. Qua đây nó cũng kéo mặt qua. Cha nó là ai? Cha đi làm rồi. À. Tới kịch tối ra không, 1-2 giờ nó đói, nó cắt sữa là nó dở mặt không lên vậy nè. Là ổng cứ ổng quậy sữa vô cha ấy, nó là nó ôm nó uống xong nó điện với cha là quay ra nó ôm đi. Nuôi 3 năm rồi quán quýt nhiều con của mình hả chị? 3 tuổi. Hơn con nữa. Hỏi con bé ở bên đây. Rồi lâu lâu chị có dẫn bé Mai đi dạo công viên gì không vậy? Không, chị đi làm phút. Chị đi từ 5 giờ sáng mà tới 5 giờ chiều về là không có la, không gì chân á. À, nó nghe tiếng hơi về là tụi nó đói rồi la. Mang tả ba bi. Rồi lại cho là... ăn đầy đủ hoặc là chị với anh là đi làm. Sáng cho uống sữa xong rồi chị lấy cơm thì bỏ nhà trong cái ca đấy nhà cho nó tự nó ăn. Có ca ga mà chị nhìn. Uống tự ăn được. Tự nhà nó ăn mà. Sữa cũng tự nó không uống mà. Rồi bắt đầu về tắm rửa. Tắm rửa sạn đầy đủ phấn dầu chay cồn rồi kia đó. Rồi chị chăm sóc kỹ sạch quá trời luôn nè.
tối ngủ nơ mình viên bé đó không cho nó ôm, không chịu đâu, kéo tay ra nằm trên tay chị nè, rồi cái tay này mới ôm nó, đổi thì nó mới kêu cha nó. Chị mê trai rồi, cho cái đụng vô là nằm xuống đi, em kêu nằm xuống, nằm xuống đi, nằm xuống, nằm xuống mới trai, cái nằm xuống, nằm xuống đó. Ăn no rồi để vô lòng nằm vậy đó. Hai chị Linh qua là chữ Linh liền. Vậy cổ trai lại Linh ơi. Qua đây Linh, chị Linh ơi. Linh qua là chữ Linh đó. Linh ơi. Nghe tên Linh là bắt đầu là ngóc đầu lên rồi đó. Có trai á nha, của tụi em thì nhỏ là đút sữa đút đồ nó ngồi nó ăn nó không gì cho kìa. Linh Hoàng, Linh dẫn nè. Chỉnh trai đi, Linh chỉnh trai. Chỉnh trai Linh chửi cho chửi. 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 Không thích đâu.